chợ Vạn Phúc hôm nay đông vui quá. Trên ngày âm lịch là ngày 5 tháng 4 các bác nhé, tháng 4 thừa đấy. Còn dương lịch là 27 tháng 5. Chợ rất là đông vui. Bác cho hỏi cái cây này là bao tiền đấy ạ? Cây này á? Dạ. 22 triệu. 22 triệu, của nhà mình luôn đấy ạ. Ai ở đâu? Vườn Thân này. À, đây. To. Bé con Huyền đấy. Là Hà Nội cho lên đảo này. Như làm cho khách à hay là làm cho khách xong rồi bán rồi. À. Bán rồi thì thôi. Mình quay thì chơi quay. À, bán trong nào đấy? Bán cho anh Trường ở ngoài ấy này. À. 30. Rồi anh lấy cái con hoa sữa to này. À, à. Rồi. Nhìn thấy con hoa sữa chưa? Có nhìn. Ông ấy lấy gì? Anh lấy chứ. À, anh bốc mà. Để nó đẹp quá mà nó hiếm mà bốc. Để quá giờ nhìn thấy cái to. Vấn đề sao? Đấy gì? Để bên chân đấy. Sợ vãi tè ra nhưng mà cũng phải thích quá. Anh lấy không được. Căng không? Hôm qua đục anh Quyền anh lấy rồi. À lại là anh Quyền lấy rồi. Chú vừa đang dùng cái. Quyền thì quái mấy cái đồ này. Lạ nhỉ. Đúng mà thân nào nó cong, thân nào nó nam từ bé mà. Ở nhà người ta là 11 năm rồi, từ lúc mua về nó đã thành khung như này, nó nuôi tay người. Cẩu mà. Mẹ nó đen. Chân nhìn ngoài nó ấy hơn. Chân nó thế này. Em thì thử cái hoa sữa khác thôi. Đây là hoa sữa to, con này con to mà, con cẩu mà. Mới khi mới lấy về được 2 hôm nay. Đồ này là đồ hiếm các bạn. Rồi nó lạ và là thòng với lạ dáng thôi. Tinh nữa làm từ bé đâu đâm ra rồi. Cái đấy là tinh đâu. Nó dẻo nó đẹp tiền ạ. Cây này thì bao nhiêu tiền đấy ạ? 12 triệu. 12 triệu. Xanh lõn hồng. Lõn hồng. Đây qua đây coi anh bán nào. Xung có bán nào không? Xung ba kia. Đấy hỏi bạn này cũng được. Bạn này chắc bán hộ được. Cây xung này bán bao nhiêu tiền? Hỏi cái xung. Cái này 1 triệu anh ạ. 1 triệu. Xung đẹp ghê nhỉ. Cây gỗ tị. Tị hôm trước bảo cái này bao nhiêu không nhớ. Xanh quê. Xanh quê là dáng cũng đẹp. Dáng đẹp. Đâu có đi uống nước bao giờ. Đi uống nước đâu rồi. Chán chẳng muốn bao rán. Cái này của anh trả tiền đấy phải. Dạ. Si vào tiền đấy phải. Dạ. Si vào tiền. Cái si anh ơi. Nó hỏi cái si bao tiền. Si đây á. Si 3 triệu. Anh. Cây này của Vời đã sang đây này. Quê lá tiếp cái điền cái quả. Đi vòng ra đây xem là có cái gì khác. Đây không thấy ông Nhận đâu.
đang góc đằng kia bây giờ không ngồi được. Đấy, chỗ này thì vẫn phải chừa lại cho ô tô, nó vẫn hạn chế không gian, chế không gian. Đây bác mang cây nào đi đây bác? Bác có mấy cây à? Cây kia gì? Vâng. Ừ, đấy giờ nó chất chất ra tuyển. Vâng. Một cây này. Cháu tưởng cây của bác đây. Đầu kia ạ. Quỳ. Co hết. Đấy, không nào đang ngắm kìa. Mùa thì để cho sang bên này tí. Xe đấy, xe tôi chả cần phải biết là chủ làm gì đây nhé, có số đây nhé, bị chủ đi uống nước thôi nhé, không phải lúc nào tôi quay cũng mặt chủ đây. Cây chắc là tầng khóa đây, tầng khóa đây. Bây giờ tầng khóa nhiều lắm, tầng khóa, trực khóa, rồi long hóa, các cái loại khóa. Đấy, lấy cái mỗi cái cốt này, rồi đục nó lắt léo đi. Đây này. Chung là toàn hàng to. Tôi sẽ quay cái mặt sau của cây mà vừa báo 22 triệu. Đấy, chân có lối vào. Phần thân cách gốc có khoảng độ 5 phân ấy thì 5-10 phân ấy thì phần thân rất là đẹp. Nhưng mà bệ thì lại kém. Đây còn Vinasuki của ông nào đây? Được. Đấy. Đi. Sáng ra thì cứ đưa rúi tiền cho nhau thế. Qua thì mất. Đơn vàng này của anh chưa? Đơn của anh chưa à? Đúng rồi. Để tín đơn vàng đấy. Đúng một vàng hoàng đế nhá. Đồ quý hiếm. Quý hiếm. Ghê quá nhỉ. Nhìn giá màn nhỉ. Không. Không. Giá báo giá là bao nhiêu đây? Cái này là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Mềm mại đấy. Rồi rồi. Cân. Trông ở bên đây. Bây giờ buộc bên này. Đúng rồi. Bó lại. Bó lại. Băng dính bó. Đấy, vừa cắt được những khỉu vì đằng nào nó còn tay luôn. Không, có băng dính cứ bó lại. Vì nó là cây đang quay. Cuốn băng thoải mái cái gì đâu. Đấy, cây của Nguyễn. Anh cứ bó tí nữa em xem quay cho nó kỹ. Được rồi, để riêng anh một cái người đẹp bán hết cây chưa? Ôm rồi, ông nào nhiều ông nào gọi không? Đây ra thấy trồng đẹp hoa cây nhà đấy. Vui vẻ, cây suối mà nhìn tưởng cây hoa mai. Ông vừa rồi lên cái rồi hỏi xanh đi. Tôi sang đến tối về nhà mới có người tôi nhắn vào bán rồi. Bán rồi, bán nhanh thế. Sao cái dưới này làm gì nó giật quả ấy nè. Nhìn ra giật quả. Nhìn cứ tưởng là nhiều quả. Nhìn cứ tưởng cây hoa mai nhỉ. Mai, cứ tưởng lụt mai. Cái dòng của dưới này siêu quá. Nhiều quả các bạn này nó ra quả trực tiếp luôn, nó ra hoa. Một loại ra hoa xong rồi ra quả. Ăn được rồi đấy. Ăn được. Chín rồi đấy. Đây là quả chứ. Quả. Tài nhỉ. Nhìn cũng như từ là nhiều hơn cả xanh. Các bạn. Cái này là bao tiền đấy?
cái hôm trước cái này bao tiền đấy? Cái thầy ông nào đây? Cái kia cái mùi hoa nhài thơm quá. À đây anh Nam, không biết anh có thích. Ôi chào ông Bình đấy, ông anh ra muộn thế. Và anh Nam có thích nhài bụi bé này? Bụi bé này thì nó chắc là rẻ hơn, nhưng mà nó chỉ là hoa, không có gốc bệnh như cái kia đâu. Được, để đấy. Đấy đang hỏi cái dưới siêu quả này bao nhiêu đây? Cái này giá 1.6 triệu. Mai đẹp đấy. Đấy cây mai thì bao nhiêu? Mai 2.7 triệu. 2.7 triệu à? Không thì anh ấy, cái hôm rồi gọi điện hôm qua về nó hỏi cái cây xanh ở gần cây đục tường này. Không, toàn ông ở xa. Toàn ông ở xa. À, ở Hà Nội. Có một ông trong miền Nam. Toàn Hà Nội. Còn cái tùng này bao nhiêu? Tùng này 350. 250. 350. Người đẹp. Người đẹp mang tên hạ. Người đẹp mùa hạ. À, tùng quả đấy. Người đẹp mùa hạ. Mướt đấy. Nhỉ. Yeah. Người đẹp mùa hạ. Ăn đi anh ạ. Đấy. Làm quả ăn đi. Kỷ niệm đấy. Kỷ niệm. Ăn đi vẫn còn nhiều quả lắm. Làm quả ăn đi. Lúc nào mà tụt đường huyết thì làm quả. Lúc nào cứ ngồi làm cây khát nước thì nhấm quả. Nhớ ăn thì nó ngọt xong rồi sau nó chát. Đầu tiên nó ngọt rồi sau nó chát. Được, có tí ngọt là đỡ tụt đường huyết rồi. Để trưa, chợ trưa. Đấy, về thì mai. Rồi, ok. Đấy, cây dưới kia cũng nhiều quả đấy. Cái trong cũng quả như này. Cũng cùng dòng với nhau ấy. Nói chung là không cắt thì nhiều quả. Không cắt thì nhiều quả. Không cắt thì nhiều quả. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Chợ Vạn Phúc ngày 27 tháng 5 dương lịch. Tức là mùng 5 tháng 4 âm lịch.